Rồi em lên hiệp 3 nha em. Hiệp 3 thì em xin phép lên cho anh chị em một lô áo, áo mỏng, mấy bộ binh của lính Mỹ nha anh em. Với giá thì chắc giá này ai cũng mua được hết. Thì cái này là phải em phải lọc sàng lại hết những con như vậy em mới like được nha em. Thì số điện thoại của shop em có ghim trên màn hình, khách mới là em xin cọc 50.000. Còn em bán hàng thì ship toàn quốc. Ai mà khách mới thì anh em đồng ý cọc thì mình hàng tốt nha anh em. Bây giờ em lên cái dòng áo này này. Áo này sa mạc Asio Multicam thủy quân vàng, hải quân biển, rồi tùm lum tùm lưới. Giá chỉ tầm vài trăm nghìn trở lại thôi. Áo đẹp, áo lụi, áo gì cũng có hết. Con này là hoa dù huyết đỏ anh em, vai 50, 49-50, chất vải kaki. Dài áo của nó là 76. Chỉ có vết gỡ tem đi nhé. Có gỡ tem mới có rẻ thôi. Áo này đẹp nhá. Con này chắc tem trắng rồi, con này tem xanh. Đó, áo đều và đẹp. Con này là 96% và 97%. 96% và 97% anh em. Em đo vai và chiều dài anh em tự lượng sức nha. Em không nói số ký vì có nhiều người, con này đẹp quá. Có nhiều người thì vai to, nhiều người bụng to. Thì anh em phải lưu ý dùm em này. Nếu như anh em 70kg mà có cái bụng hơi to thì mình phải chịu lên một size. 70kg là size medium, nhưng mà có cái bụng to là phải nhảy lên size large đấy. Cho nên là anh em phải nhảy lên một size thì phải báo cáo, cho đến khi về bệnh không vừa là không được đâu nè. Rồi con này 250 mã 95. Đẹp nha anh em. 250.000 mã 95. Của cái lô kia. Lô bên này bác. Mã 95 nha anh em. Tiếp một con kaki này. Tiếp một con kaki. Hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ hết nha anh em. Nó là đã qua sử dụng rồi thôi. Và độ mới và phần trăm nữa thôi. Vai của nó là 48. Con này có đai đôn nha. Dài áo 72. Con này là cũng vì gờ tem. Anh em gờ tem thì chả có ăn nhầm gì nó, vì nó không có tem thôi. Con này cũng 96% đẹp. Con này nhỏ nha. Size small short. Con này nhỏ à. Con này đẹp nè. Con này là 70kg à, em nhỏ nha. 250 mã 94. Mã 94. Size này hiếm. Mã 94. Tiếp một cọp hay còn gọi là không quân vải caro anh em ạ. Con này là vai 42. Dài áo 79, 42, 79. Áo đều đẹp hết nha. Con này đều đẹp hết. Đó. Ai không quân thì chốt con này nha. Nếu như áo này mà của nữ thì có một cái đai đôn ở đây em. Nhưng mà dòng khác, dòng này thì nó khác, dòng kia khác. Tem mạc đầy đủ hết ạ. 96, 97%. 300.000 mã 97. 300.000 mã 97. Nên luôn rồi còn ông bà gửi. Khổ vậy. Mà về dưới rồi cũng không sao. Con này hải quân này. Con này hải quân biển. Vai 47. Dài áo 74. Dài áo 74 nha anh em. Tem mạc đầy đủ ạ. À. Áo còn 96% trở lên hết ạ. À. Con nào báo lụng lỗi gì thì em báo nha. Con này là cái tem này thì nó gửi cho tem mà khỏe không? Cắt tem kiểu này là khỏe nhất. À, để lại tem thì các anh lấy mất cho khoét cái lỗ này, lấy đi lấy tên còn để lại. Nhưng mà nó lụng qua đây rồi này. Anh em phải may một cái tem khác, gỡ cái này ra và may cái này khác. Ông lính em chơi kiểu này chắc khỏe nhất.
khỏi bị mất tên. Cách kiểu này là đúng là hết cách rồi đó. Anh em mà mua con này là phải gỡ cái này ra này, may một cái tem chồng lên, nó che được cái lỗ lủng đấy á. Nó bị lủng luôn rồi đó. Áo thì đẹp. Rồi, ai chốt con này thì chốt cho em 200.000 mã 85. 200.000 mã 85. Nhờ chú Vũ chuyển cho cái chúc mượn trả lại. Một bên thôi, cho mày một bên. Ừ, đây này. Chuyển cho Vũ Tạ. Đây tiếp một cái con này kaki nha anh em. Con này kaki ha. Vai của nó 47. Chú Vũ qua tài khoản MB chuyển dùm cho cái. Dài 82. Con này có một cái tem quân y rồi đấy anh em nhé. Tem này là 50.000 đấy. Con này nó bị gỡ tem này. Vừa B là 139. Nhựa. Đây có một cái đường kẻ trong trắng. Con này chất vải các kia nha em. Có đai đôn ở sau eo ha. Khẩu là gì trong này? 139 149. Cười điệu. Rồi con này cũng size small anh em, 60-70kg nha. Con này có một cái tem quân y. Con này 95%, 250 mã 86 ạ. 250 mã 86. Tiếp một con áo hải quân anh em, vải kaki. Con này hơi long nha. Báo cáo anh em hơi long là hơi dài ạ. Con này dài 79, đâu có long đó. Small long. Size small long. Hải quân. Con này 98% nha anh em. 98% độ mới nha. Long nhưng mà lại dài có 78 thì cao 1m7 là ok. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 250 mã 84. 250 mã 84. Tiếp một con rần ri vải kaki nha anh em. Một con rần ri vải kaki. Vai 50 ạ. Dài 79. Vai 50 dài 79. Con này là đều có vết gỡ tem hết nha anh em. Có vết gỡ tem, con này 95% nữa thôi. Vết in nút này không có lủng rách nhưng mà có vết in nút nha anh em. Không có lủng rách đâu, em còn để chỉ lại, để nguyên sợi chỉ trên áo cho anh em. Về cho thêm cân thêm lạng. Rồi áo đều màu và đẹp. Đều màu và đẹp nhưng mà trên bắp tay này nó cũng bị có hai cái lỗ móc nhẹ nhẹ này. Rồi, ai chốt con này thì chốt dùm em là 200.000 mã 87 ạ. 200.000 mã 87. Tiếp một con không quân vải caro. Không quân, con này nhỏ nha. Con này là vai 44. Dài 74. Anh em là gần 70 mới được, còn 70 thì nó hơi nhân. Con này một tem. Một hai tem nha anh em. Áo này thì 97% độ mới. 300.000 mã 83. Báo cáo anh em nha. Anh em nào mình khách mới mà chưa quen mua đồ á thì đầu tiên anh em lấy một cái áo của mình. Cái áo của mình bận vừa mà áo sơ mi nhá. Chứ đừng có đưa cái áo khoác mà đo vai là tuột chạc em á. Anh em đo giùm em từ cái phần bên này giáp với ranh của cái ống tay này. Đo trên cầu vai và đo qua đây. Là sẽ biết vai của nó bao nhiêu. Và chiều dài thì từ ngay cái la cổ này vào đi xuống. Ok ha. Biết sơ đo rồi hẳn chốt chứ đừng chốt. Cảm ơn. Chốt cho em 300.000 mã 83 nha em. 300.000 mã 83. Tiếp một con kaki. Kaki anh em ạ. Con này kaki. Vai 50. Dài 79. Con này mới mà bị lủng rách rồi. Không phải, đâu có lủng đâu.
Con này có vết inox nha anh em. Nó chỉ có vết gỡ tem thôi. Đây ở trên cái nút này nó in có móc lỗ rồi. Nó bị móc lỗ rồi. Ở trên vai có một cái tem này. Con này cũng 94-95% có vết inox thôi nha anh em. Em bán con này với giá là 200.000 mã 96. 200.000 mã 96. Rồi, ai chốt giùm em nha, vết inox của nó đây thôi. Chứ không có lủng. Tiếp một con con Multicam chống cháy này, con này chống cháy nha nhé. Báo cáo chống cháy nha. Con này dài áo của nó là 85. Em nói chống cháy nhưng mà anh em đừng có nghĩ chống cháy là đốt nó không cháy đâu nha. Nó chống cháy có nghĩa là nó chỉ là kháng lửa thôi. Kháng cái từ kháng thì chắc anh em tìm hiểu thêm dùm em này. Cái gì anh em không hiểu anh em search tìm Google nó anh em tìm hiểu thêm nhá. Còn mà nhiều khi người ta có thể biểu diễn, người ta bán hàng, người ta biểu diễn cho anh em rằng áo chống cháy, tôi cầm hộp quẹt tôi đốt cho anh em xem không cháy, nhưng mà anh em về đốt là anh em sẽ bị cháy. Vì người ta quảng cáo thì người ta có cái mèo để đốt. Thực sự em đốt cũng không cháy, nhưng mà em không có làm như vậy. Em chỉ nói là như của cái chất liệu của người ta là bảo là chống cháy hay còn gọi là kháng lửa, hay là mấy cái dòng áo trực thăng kháng lửa, nó chỉ kháng lửa thôi. Thậm tệ em nói đồ gì đồ mà đốt chả cháy, người đốt còn rửa nên nó gì đồ, phải không anh em? Đấy là một cái cách để mình làm ăn thôi, chứ không có cái gì mà đốt không cháy hết. Rồi con này là 200.000 mã 82. Con này em đo vai và chiều dài nhé. Vai của nó là vai 54, dài áo 83. Hồi trước khi mà em kể cho anh em một câu chuyện là hồi trước khi em vào cuộc để học hỏi cái đồ lính Mỹ này này, người ta thì đưa điếu thuốc hút nung áo pilot trực thăng, bảo là nung không cháy, chưa nói đốt đâu nha, nung không lủng. Về em cũng làm một phát thử, nhưng mà tất cả là hàng đều chuẩn Mỹ hết nha. Không phải là không phải của Mỹ là nó đốt là cháy đâu. Cái nào của Mỹ hay không của Mỹ, em đã bán đồ Mỹ rồi là em phân biệt được đồ Mỹ và đồ không Mỹ. Cái là em theo người ta về em quất một điếu thuốc cũng đốt vào như người ta, nhưng mà em đốt một phát nó lủng một phát. Tới khi em tìm hiểu ra là em chơi nhăm cái áo luôn, em quất em tìm hiểu cách đốt như thế nào để cái áo không lủng, thì sau mới hiểu ra là phải biết cách đốt. Chứ người ta vẫn đốt điếu thuốc mà không lủng, mà mình đốt phát nó chơi từ A tới Z là tiêu con áo luôn, vai rồi. Cho nên anh em đừng có lầm liều nhá, vai 49 dài 75. Cái đó em đã từng thử rồi đó. Ở trên con áo này thì có vết gỡ tem này anh em này. Con này 95% độ mới, không lủng không dơ. 200.000 mã 93. 200.000 mã 93. Tiếp một con này là kaki tem vàng. Nó chỉ kháng lửa là giống như cái dạng mà chất liệu của nó tiếp xúc với lửa nó chống lại được một phần nào. Vai cái này có 36 anh em ạ. Vai 36. Dài áo 67. Vai này vai tí tí à. Mới và đẹp. Có cái vai tí tí à. Con này em bận không lọt được luôn nha. Em bận không lọt mà cái này là chắc dòng này là dòng quần nữ hả trời. Trời ơi là trời. Người nào nhỏ thế. Cái dòng mà con cắt vàng này hầu hết là
cái phọc của nữ này, hầu hết những cái size mà size có bốn mấy à, con này mới kẹt luôn, 300.000 mã 81. Em mà từng này mà em bận không được thì ai bận được trời. Hay là con của lính hả? Mấy cái dạng mà nữ không quân rồi là nữ quân y rồi nữ gì gì là nó. Rồi tiếp một con này vải caro nha. Vai của nó là 52. Dài 85. Áo này rất là mới nha, lát reo lơ. Lát reo lơ hôm qua có ai bảo em tìm cho anh một con áo 100kg này. Con này lát thì mới 90kg thôi. Mới đẹp. Nhưng mà không phải 100 cô tông đâu, 50 cô tông. 98% đồ mới. Chốt cho em 300.000 mã 92. Mới và đẹp nha nhé. Tiếp một con kaki tem vàng, con này thì bạc màu rồi nhé. Còn 94% nữa thôi. Kaki tem vàng. Vai của nó là 43. Dài áo của nó là 76. Vai 43, dài 76. Cổ của nó em này. Đấy. Đều màu anh em. Xuống đều màu ha. Em bán con này với giá là 300.000 mã 80. 300.000 mã 80. Tiếp một con không quân vải caro. Tiếp một con không quân vải caro. Vai của nó là 45. Dài áo 75, vai 45, dài 75. Hàng không quân nhá. Vải caro đều màu đẹp, 96-97% tem đầy đủ nha anh em. Tem mạc đầy đủ ạ. Bộ tem mạc đầy đủ anh em ơi. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 300.000 mã 78. Thôi nãy như em có mã 78 giờ 78 thế mà trời. 80. Tiếp một con rần ri vải kaki nha anh em. Rần ri vải kaki. Vai của nó là 44. Dài áo là 69. Size small. Con này là có vết gỡ tem thôi anh em này. Vết gỡ tem và vết in nút. Không có gì nữa hết. 95% độ mới. Con này nhỏ ha. Con này nhỏ nha anh em. Nhỏ là hiếm nha. 55-60kg thôi. Rồi ai chốt con này 200.000 mã 79 ạ. 55-60kg thôi anh em ơi. Chiều dài thì em đo rồi nó ngắn rồi. Tiếp một con multicam chống cháy ạ. Multicam chống cháy. Dài áo của nó là 78. Size lắt reo lơ. Áo mới 97%. Mới nha anh em. Lắt reo lơ mới. 200.000 mã 77. Anh em mua đồ á là không phải giá cả bữa nào như bữa nào đâu anh em ạ. Bên em bán đồ nó khác thường lắm. Trong làm ăn là phải tính toán. Vai 41 nha anh em. Dài áo 66. Dạ luôn ạ. Hôm em có nói với anh em rồi. Lấy rẻ em bán rẻ, lấy mắc em bán mắc. Tùy bữa. Nói tùy bữa, từ bữa tùy bữa, tùy buổi và tùy chiều. Cho nên nó không giống nhau. Con này tà ngang anh em này. Tà ngang nhá. Con này nghe như kiểu là áo nữ ở đây. Áo nữ chắc 100% luôn. Vì cái vết, cái tay, ống tay nó có tới đây hà. Rồi con này chỉ có 50kg trở lại mới vừa thôi. Em 55 mà không có tới luôn nè. Rồi 400.000 mã 76 ạ. Áo còn đẹp ha. Áo này còn được 96%.
Tiếp một con rần ri vải kaki nha em ạ. Vải kaki vai của nó là 48. Dài áo 77, vai 48, dài 77 nha anh em. Áo này cũng có vết in nút thôi, ở đây có một cái không quân UFMC nha anh em. Medium Railer hãng Bumper. Áo này 96% đồ mới. Con này em sẽ bán với giá là 200.000 mã 91. 200.000 mã 91. Tiếp một con Multicam chống cháy luôn. Multicam chống cháy luôn. Dài áo của nó là 83 anh em, là phải cao 1m7 nhá. Cao ít nhất là 1m7 ạ. Xài lắc roller. Áo mới 97-98%. 200.000 mã 75. Lắc long hay lắc roller không nhớ nữa. Tiếp một con kaki tem vàng. Mấy con kaki tem vàng này nó nhỏ vai quá trời luôn. Vai của nó có 39. Vai 39 dài 8-68. Vai 39 là vai vai của ai đây không biết nữa. Cái tem vàng của nó anh em này. Con này thì áo còn xanh đẹp, nhưng mà cái tem của nó thì không có lơ mới lắm. Con này cũng 95% nha anh em. Đều màu. Ở trên cái bắp vai của nó bị móc một phát rồi này. Móc một phát. Con này em bán 400.000 mã 74. Tiếp một con rần ri vải kaki. Con này khá mới nha. Con này khá mới. Vai của nó 50-51 ạ. Dài áo 85-86. Áo này mới nha em. Chất vải còn mới kẹn luôn. Con này là 98%. Con em bán 300.000 mã 90. Bà đầm mà lấy hộp đó có cái giá ngoài đó. Tôi hồi nãy ta mua cả độc nhiều. Rất là mới nha anh em. Làm gì có trăm mấy hết đắt. Rất là đẹp nha anh em. Ai vừa con này chốt chùm em à. Tiếp một con này là kaki tem vàng. Kaki tem vàng là mát nha anh em. Vai của nó là 43. Dài áo 71. Con cha kia chắc chưa ăn cơm nha. Con này có vết gỡ tem anh em này. Có cái vết gỡ tem ha. Không có lụng rách đâu. Nó chỉ gỡ tem thôi. Trên vai có một cái tem này. Con này cũng 95-96%. Ai chốt con này chốt cho em 400.000 mã 73. Tiếp một con rằn ri mới. Con này là size medium long. Medium long là anh em phải cao trên 1m7 nha. Vai của nó là 51. Vai 51 dài 82 ạ. Vai 51 dài 82. Có vết gỡ tem thôi nhé. Nhưng mà rất là mới nha. Con này thì 97% độ mới. Rồi ai chốt con này thì có đây không này. Chốt dùm em 200.000 mã 81. Tiếp một con kaki tem vàng. Một con kaki tem vàng nhé. Vai của nó là 38. Dài áo là 69. Áo đều đẹp nhá. Cái tem của nó là màu ngà anh em ạ. Áo đẹp. Mới. Con này là tầm 96%. Ai chốt con này 400.000 mã 72 ạ. Cái một con hải quân em like như vậy mới kịp cho con em. Con nào em bận đi. Like lâu quá. Tiếp con này là vai của nó 50 ạ. Dài áo 76. Vai 50 dài 76 nha nha. Con này có một tem này. Hai tem này. Con này 96% đồ mới. Ở trên này nó bị dơ mất. Nó dính cái sơn gì trắng trắng anh em ạ. À. Nó dính sơn này. Rồi,
Ai chốt con này chốt cho em là 200.000 mã 88. 200.000 mã 88. Tiếp một con không quân nha anh em, chất vải kaki này. Chất vải kaki. Vai 47 ạ. Dài 79, vai 47 dài 79 nha anh em. Con này đều màu và đẹp. Có hai tem của nó này. Tem ngực, tem vai. Con này 96-97% nha anh em. 96-97% ha. Rồi. Ai chốt con này chốt giùm em là 300.000 mã 71. 300.000 mã 71 nha anh em. Tiếp một con thủy quân vàng. Nãy giờ mới gặp con thủy quân vàng này. Có hai tem ngực đầy đủ ha. Con này vai 47 ạ. Dài 78, con này chất vải kaki nha anh em. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 300.000 mã 70. Tiếp một con multicam vải thường nha anh em. Vải thường. Con này là size medium long. Medium long. Nó dài áo là 81. Dài áo 81 là vai 50 ạ. Áo đều và đẹp nha em. Con này là 96%. Nhưng mà ở đây hình như có một cái vệt dơ này. Anh em nhìn thấy đen đen đấy ha. Có một vệt dơ. Rồi con này em bán 200.000 mã 69. Đây cũng có một vệt dơ nhẹ nhẹ nữa anh em ạ. Mã 69. Tiếp một con rần ri vải kaki anh em ơi. Rần ri vải kaki. Vai của nó là 47 ạ. Dài áo 77, vai 47, dài 77. Con này mới nha, vải kaki nhưng mà mới anh em ạ. 98% đấy. Nhưng mà ở cái nách của nó chỗ này anh em này, nó may mút vải cho nên bị bung mất chút. Con này ai chốt 250 mã 68 giùm em ạ. Tiếp một con multicam vải thường anh em. Multicam vải thường size medium x long. Anh em nào mà cao 1m8 không chốt con này nha. Vai 48. Dài 81. Ồ, dài có 81 thì đâu cần đâu. Dài 81 cao 1m75 là ok rồi. 1m70-75 là ok, cần gì. Cái loại của thằng multicam này nó cái lon của nó không có đáng dài bằng mấy cái thằng kia ha. Rồi con này 96-97%. Chốt em 250 mã 67 ạ. Ủa hình như 76. Tiếp một con không quân vải kaki nha em. Con này thì chỉ còn được 95% nữa thôi. Vai của nó là 53. Vai 53 và dài 80. Con này tem đầy đủ nha anh em. 1, 2, 3, 4. Trên vai là 5 cái tem này. 6, 7 cái tem. Con này là cho 94%. Nhưng mà tem full. Con này em bán 300.000 mã 65. Tiếp một con multicam như em vải thường. Vải thường. Vai của nó là 50-05. Dài áo 75 ạ. Size medium regular. Ê, anh em thấy không? Cái thằng mà mấy cái thằng áo rần ri gì á sọt mới có 75. Mà con này thì medium regular thì dài 75. Con này 200.000 mã 66. Con này mới cứng luôn. Không quân vải kaki mới cứng luôn. Vai 43. Dài 80-81. Mới cứng nha anh em. 1-2-3 tem, 4 tem. Dày và cứng nha. Đây một tem nữa. Con này em bán 300.000 mã 64. Tiếp một con này màu công nhân, màu
màu xanh đen. Màu này cho mát lắm nè. Vai 47 anh em ạ, vải của nó là carua. Dài áo 74 mới. Báo cáo anh em con này mới, mới 98% ạ. Nhưng mà lại nó bị răng mực vào đây này. Em thấy mấy cái chấm này là mực á, màu nó đậm hơn á. Đây. 300.000 mã 63. Màu đó nó mực nó nhẹ thôi, về anh em à, giặt ra ra không ra thôi. Kệ nó để vậy được, có ai nhìn thấy đâu. Tiếp một con hải quân nha anh em. Vai của nó là 52. Dài áo 77 ạ, vai 52 dài 77. Đấy, con này là 95% nha. 200.000 mã 62 ạ. 200.000 mã 62. Giờ mới thấy được một em sa mạc nè. Sa mạc này vải caro nha em ạ. Sa mạc này vải caro. Vai của nó là 465, gần 47. Dài áo là 81. Small gì đây? Small regular. Con này đẹp nhá. Con này mặt này đẹp này. Bên này đẹp, mấy cái màu này nó nhạy cảm với đất lắm anh em à. Cho nên à, ở đây có một chấm dơ, một chấm nha. Rồi xong. Đằng sau thì trên cái bả vai, anh em dòm cái bả vai này à, trên bả vai của nó ở đây có một cái vết loang đen nhá. Ai à, bẩn là nó bị dính dơ đen, là nó dính à, như kiểu áo của thằng phòng hóa. Nó đóng chung cùng một kíp cái là nó lem loang qua. Rồi con này là 200.000 mã 61, bán luôn. Tiếp một con hải quân nha anh em. Hải quân. Vai của nó là 49. Dài áo 82, 49 và 82. Rồi. Áo này 96, 97 và 5. Con này đẹp á. Con này mới ạ. À. Ai chốt con này chốt cho em 200.000 mã 60. Tiếp một con hải quân nữa nha anh em. Wow, có một cái tem vòng vàng này. Nghe cái vòng vàng là khoái anh em ơi. Đây. Một cái tem vòng vàng. Như heo rồi. Hả? Không kêu lấy không lấy. Vai 47 nha anh em. Vai 47 dài 74. Vai 47 dài 74. 300.000 mã 59. Con này là 96-97% nha. Anh em lưu ý dùm em cái con hải quân này. Hải quân cái tem mà nó màu vàng là đắt hơn tem trắng nha. Em bên em là bán như vậy. Còn anh em thì như thế Lào thì em không biết, nhưng mà em bán là con hải quân này mà tem trắng. Thông thường nó rẻ hơn cái tem vàng. Tem vàng đắt, đắt lắm. Rồi tiếp một con kaki tem vàng. Vai 44 ạ. Vai 44 dài 69. Vai 44 dài 69 nha anh em. Con này có vết gỡ tem nhưng áo rất là mới nha. Nhưng mà cái tem vàng của nó đi du lịch đâu rồi? Tem vàng nó bị mất. Bị mất rồi anh em ơi. Áo này là áo quần nữ rồi. Áo còn xanh và đẹp nha anh em. Anh chị em nào mua cho vợ con này, biết bao nhiêu ký không biết nữa. Con này 55kg là bận vừa luôn. Nó hơi rộng hơn chút nhưng mà cho 55kg cho nó thoải mái đi. Rồi, ai chốt con này chốt cho em 400.000 mã 58. 400.000 mã 58. Tiếp một em nữa nha anh em. Con này tiếp vàng. Rồi, con này là vai của nó là 45. Con này bằng em vừa luôn. Dài áo 73. Ống tay của nó dơ này. Cái này gọi là sơn nước nha anh em.
qua ống tay bên này thì nó lem luốc. Đây, ở đây nó bị cắt đứt này anh em ơi, bị cái gì cắt đứt vào đây này. Cắt đứt thịt luôn nha. Ống tay này sơn nhiều quá. Ở đây bị dơ nữa anh em này. Hai vết dơ và gửi tem nha. Dơ nhiều lắm à. Đây dơ nha anh em. Đây cũng dơ. Sau này thì ok. Đẹp trai. Đây này. Anh em nhìn thấy cái phần này chưa? Dơ này, dơ này. Dơ mấy cái chấm này luôn nha anh em. Rồi con này nó dơ như thế này nhưng mà áo thì mới. Em bán con này là 200.000 mã 57 ạ. Con này anh em nói thiệt anh em, về bận đi lao động vẫn sướng, nó vừa mát. Mình bận chạy xe hoặc làm gì cũng đủ rồi. Thôi anh em. Bận trên mình quan trọng là mình tốt cho mình cái đó. Nhưng mà nó dính với vết sơn ấy, mấy con này thông thường em có bán giá này đâu. Chốt thêm 200.000 nha anh em. Em like đói bụng quá rồi. Tiếp một con này vải kaki nha em ơi. Con này vai 50, dài 70. Con này size nhỏ ha. Tem nó hơi mờ chữ một chút nhưng mà áo còn đẹp. Áo này là 95% ha. Vết gỡ tem anh em ơi. 95% nha anh em. Có vết gỡ tem thì một là về anh em để vậy, hai là may tem lên. Con này size nhỏ nha anh em. Con này 60-70kg. Ai chốt con này thì chốt giùm em 200.000 mã 56. 200.000 mã 56. Tiếp một con sa mạc vải caro nha anh em. Sa mạc vải caro. Vai của nó là 52. Dài áo 76, vai 52, dài 76. Ở đây có vết gỡ tem nhé. Có vết gỡ tem thì rút chỉ là hết à. Con này ở trên bắp vai của nó bị dính hai chấm dơ này. Và sau vai của nó bị hai chấm dơ nha nhé. Đó. Con này là 95% độ mới. Ai chốt giùm em 200.000 mã 55. Rồi tiếp một con này là 100 cotton rồi. Size nhỏ 100 cotton rồi bà con ơi. Có đây đôn nè. 100 cotton nha bà con. Chất vải caro size nhỏ nha. Vai của nó là 44-45, gần 45. Dài áo là 70. À, con này là có vết in nút nha anh em. Ở đây nó bị in nút này. Đây in nút muốn lủng luôn ha. Rồi, ở đây thì không phải lủng. Rồi, con này 94% độ mới. Ai chốt 100 cô tông này giùm em 300.000 mã 54. 300.000 mã 54 ạ. 300.000 mã 54 nha anh em. Tiếp một con không quân nữa. 30 mấy phút rồi. Còn có mấy con nữa là hết anh em à. Một con không quân vải caro. Vai 46-47 ạ. Dài áo 76. Vai 46-47, dài 76. 1-2 tem. Vai nữa là 3. Con này cũng 95-96%. Có vết gỡ tem thôi nha anh em. Ai chốt con này chốt giùm em là 300.000 mã 53. Alo em nghe anh Tuấn anh ơi. Dạ. Em đang còn like, anh chờ em một chút rồi em gọi lại anh được không? Còn khoảng 3 phút nữa thôi. Em đang like mà em thấy anh gọi sốt ruột của em bắt máy thôi. Chờ em chút nha. Dạ dạ. Tiếp tục nha anh em. Con áo hải quân size medium regular vải cơ kỳ ha. Con này là vai của nó 47 ạ. Vai 47, dài 76 nha anh em.
vai 47, dài 76, 1 tem, 2, 3 tem, 4 tem, 5 tem, 5 cái tem, áo 97%, chốt cho em 250 mã 52, 250 mã 52. Còn hai con nữa, một con không quân vải caro này nhé. Vai của nó là 47 luôn ạ. À. Vai 47 dài 84. Vải caro nha, 1 2 tem này. 3 tem vai này, 4 tem này. 4 cái tem, con này 96% đồ mới. Chốt cho em 300.000 mã 51 ạ. À. Một con cuối cùng, một con cuối cùng của line này nha nhé. Không quân caro. Vai của nó là 495, gọi là 50 non. Dài áo là 83, 1 tem, 2 tem, 3 4 cái tem. Áo này cũng 96-97% nha anh em, không dơ không lủng rách. 300.000 mã 50. 300.000 mã 50. Hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Nếu anh chị em nào mà xem quá 9 giờ thì anh chị em có thể để lại tin nhắn qua số điện thoại và qua Zalo. Sáng mai em trả lời qua số điện thoại trước và tới Zalo. Rồi em chúc anh chị em ngủ ngon và em xin phép chào nhé.